Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ nhà báo Phạm Đoan Trang, chính phủ Việt Nam có thể bị chất vấn trước Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2021, nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện đã công bố một bản thông cáo bày tỏ quan điểm với vụ việc của nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang tại Việt Nam. Theo đó, sau khi xem xét thông tin được cung cấp từ các bên, bao gồm phản ánh của những người vận động cho Phạm Đoan Trang và phản hồi từ chính quyền Việt Nam, các chuyên gia trong nhóm làm việc kết luận việc chính quyền bắt giam Phạm Đoan Trang được xếp vào hành động giam giữ tùy tiện, vi phạm các chuẩn mực công ước quốc tế mà Việt Nam là một quốc gia thành viên. Đây là hình ảnh, bên trái là trụ sở của Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. Bên phải là Phạm Đoan Trang đã bị công an giải đi vào đêm 26 tháng 10 năm 2021. Bản thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy trả lại tự do ngay lập tức cho nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, bồi thường cho các tổn thất của cô và điều tra về trách nhiệm của những người đã tiến hành việc bắt giam tùy tiện Phạm Đoan Trang. Nhóm làm việc về giam giữ tùy tiện là một tập hợp các chuyên gia độc lập làm việc cho các hội đồng nhân quyền. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là một cơ quan liên chính phủ có trách nhiệm cổ súy và bảo vệ các giá trị nhân quyền khắp thế giới, đồng thời xem xét các trường hợp vi phạm nhân quyền tại các quốc gia và đưa ra khuyến nghị tương ứng. Hội đồng có các cơ chế giúp việc bao gồm các chuyên gia nhân quyền độc lập, trong đó có các báo cáo viên đặc biệt và các nhóm làm việc. Các chuyên gia độc lập này không hưởng lương của Liên Hợp Quốc, được các quốc gia thành viên bầu ra 3 năm một lần và làm việc trên tinh thần tự nguyện. Các chuyên gia theo dõi những chủ đề hoặc quốc gia nhất định dựa trên thẩm quyền được hội đồng thông qua. Nhóm chuyên gia phản đối việc chính quyền Việt Nam đã dùng các báo cáo tư liệu về tình hình nhân quyền để truy tố một số nhà hoạt động. Đây là hình ảnh trang bìa tài liệu báo cáo đồng tâm do Phạm Đoan Trang thực hiện cùng Vi Nguyễn chuyển ngữ. Họ cũng đề cập cụ thể đến 3 bản báo cáo được nhắc đến trong cáo trạng của vụ án Phạm Đoan Trang bao gồm: thứ nhất là báo cáo về thảm họa môi trường biển vào năm 2016, thứ hai là báo cáo về luật tôn giáo vào năm 2016 và thứ ba là báo cáo chung về tình hình nhân quyền Việt Nam. Họ khẳng định rằng chia sẻ báo cáo và cung cấp lời chứng là phương thức liên lạc thông thường với Liên Hợp Quốc và là một trong những cách làm mà các chuyên gia nhân quyền thu thập dữ kiện. Theo các chuyên gia, việc làm của chính quyền Việt Nam sẽ gia tăng không khí sợ hãi ở Việt Nam, dẫn đến tình trạng tự kiểm duyệt và cản trở những người khác hợp tác với Liên Hợp Quốc. Nhóm chuyên gia nhân quyền gồm có 8 người là chuyên gia độc lập và báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, trong đó có 5 người là thành viên của nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện. Nhóm chuyên gia tái khẳng định sự phản đối của họ đối với Điều 88 của Bộ Luật Hình sự năm 1999, tức là Điều 117 của Bộ Luật Hình sự vào năm 2015 về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ nói rằng điều luật này được định nghĩa một cách mơ hồ và vi phạm các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Nhóm chuyên gia nhấn mạnh việc Phạm Đoan Trang đã bị bắt giữ tùy tiện, không được luật sư và gia đình, cũng không được chăm sóc y tế trong suốt hơn một năm trong trại tạm giam. Họ thúc giục chính quyền hãy trả lại tự do cho Phạm Đoan Trang ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời cung cấp cho cô các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết. Tuyên bố trên của nhóm chuyên gia được đưa ra 4 ngày sau khi nhóm công tác về giam giữ tùy tiện của Hội đồng Nhân quyền kết luận rằng việc chính quyền bắt giữ Phạm Đoan Trang là tùy tiện và vi phạm nhân quyền. Đây là hình ảnh một buổi họp báo của nhóm làm việc về giam giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc vào năm 2017. Phạm Đoan Trang bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2020 và bị giam giữ từ đó đến nay. Phiên tòa xử cô dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, nhưng hồi tuần trước Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bất ngờ thông báo hoãn phiên tòa vì lý do các kiểm sát viên tham gia vụ án có tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19. Thời điểm tổ chức lại phiên tòa chưa được công bố. Cùng thời điểm này, Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm và làm việc quan trọng tại châu Âu. Theo lịch trình, ông sẽ tham gia hội nghị COP26 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, đồng thời thăm và làm việc tại Anh và Pháp. Các chuyên gia đưa ra kết luận trên dựa trên những căn cứ như các điều luật dùng để buộc tội Phạm Đoan Trang có ngôn ngữ mơ hồ, phạm vi quá rộng, có thể bị diễn giải tùy tiện để trừng phạt bất kỳ ai. Những người bắt giam Phạm Đoan Trang không trình ra lệnh bắt vào thời điểm xảy ra sự việc. Đoan Trang bị giam giữ trong điều kiện bí mật suốt hơn một năm, không được tiếp xúc với gia đình và luật sư. Cô bị bắt khi thực hiện các quyền tự do biểu đạt phù hợp với tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền cũng như công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Cô bị trừng phạt khi biểu đạt quan điểm chính trị khác biệt với chính quyền, vân vân. Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo vụ việc này? Như đã đề cập, các quan điểm của nhóm làm việc về việc giam giữ tùy tiện không phải là phán quyết và không có giá trị pháp lý bắt buộc với các quốc gia. Đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang trong buổi làm việc tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên, chúng là các hồ sơ tương đối hoàn chỉnh với thông tin được thu thập từ nhiều nguồn. Chính quyền các nước cũng có nghĩa vụ phải phản hồi lại các báo cáo này như trong cam kết với Hội đồng Nhân quyền. Việc thu thập và công khai những hồ sơ như trên có một sức ép ngoại giao không nhỏ đến chính phủ các nước. Bên cạnh đó, trong phần kết luận của bản quan điểm, nhóm làm việc thông báo đã chuyển tiếp thông tin về trường hợp của Phạm Đoan Trang đến 3 báo cáo viên đặc biệt trong Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đó là những người phụ trách các vấn đề về cổ súy và bảo vệ quyền tự do tư tưởng và biểu đạt, vấn đề về quyền tự do hội họp tập hội một cách ôn hòa và vấn đề về tình trạng của những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền. Cùng với những trường hợp bị giam giữ tùy tiện khác ở Việt Nam, vụ bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang sẽ tiếp tục được các chuyên gia và tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên tiếng. Trong bối cảnh chính quyền Việt Nam cũng đang muốn có một chiếc ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, vào nhiệm kỳ tới thì những hành vi đàn áp công dân của mình sẽ khiến họ khó có thể tiếp tục đối phó tùy tiện với các câu hỏi ngày càng gay gắt từ cộng đồng quốc tế. Và nếu chính quyền phủ Việt Nam tiếp tục không tuân thủ thì họ sẽ được mời đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc để chất vấn. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang phải đi nạn sau khi bị an ninh Việt Nam chặn đánh gãy dây chằng của chân và phải phẫu thuật lại vào năm 2016. Đến khi bị bắt, vết thương của bà vẫn chưa lành. Và chính quyền Việt Nam sẽ được yêu cầu cung cấp lý do tại sao họ không thực hiện những điều được yêu cầu trong quyết định. Nhưng đặc biệt, trường hợp của bà Phạm Đoan Trang thì tôi biết rằng quyết định này sẽ có tác động rất lớn, vì chúng tôi được biết từ các luật sư ở trong nước rằng trước đây bà Phạm Đoan Trang phải đối mặt với mức án 20 năm tù. Thì nay mức án có thể được giảm xuống còn 3 năm thôi. Trả lời phỏng vấn đài FA, luật sư nhân quyền Thổ Nhĩ Kỳ Kutus, người đã kiến nghị với nhóm công tác về trường hợp của bà Phạm Đoan Trang, cho biết như vậy. Và nhóm công tác của Liên Hợp Quốc ngay bây giờ đã bắt đầu những thủ tục theo dõi, có nghĩa là họ sẽ theo dõi chính phủ Việt Nam, họ sẽ yêu cầu cung cấp thông tin về bà Phạm Đoan Trang, liệu bà đã được thả hay chưa, những vấn đề này đã được khắc phục hay chưa, vân vân. Nhóm công tác của Liên Hợp Quốc sẽ theo dõi tất cả các thông tin đó. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi vào trường hợp của bà Phạm Đoan Trang. Tôi cũng đã kết nối với một số cơ quan và tổ chức nhân quyền quốc tế và vận động được sự hỗ trợ của họ. Tôi cũng sẽ nỗ lực liên hệ với các nghị sĩ châu Âu và khẳng định rằng chúng tôi không muốn và chúng tôi không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nhà nước Việt Nam, và chúng tôi cũng không đưa ra bất kỳ lệnh nào cho các tòa án ở Việt Nam. Chúng tôi chỉ yêu cầu chính phủ Việt Nam hãy tôn trọng luật pháp quốc tế và quyết định quốc tế rằng bà Phạm Đoan Trang phải được trả lại tự do, và chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của bà cho đến khi bà được trả lại tự do. Luật sư Kutus Bas đã nói như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời Báo .de ngày hôm nay thứ Ba ngày 2 tháng 11 năm 2021 với bản tin Vụ nhà báo Phạm Đoan Trang, chính phủ Việt Nam có thể bị chất vấn trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo .de